Tiếp tục chương trình làm việc chiều ngày 6 tháng 5, tại hội trường trung tâm huyện Văn Yên, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 đã tiếp xúc với đại diện các cán bộ, công chức lực lượng vũ trang và cử tri thị trấn Mậu A, các xã Xuân Ái, Tân Hợp, Yên Thái, Ngòi A. Tại buổi tiếp xúc, sau khi thông qua danh sách và tiểu sử, quá trình công tác của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, các ứng cử viên cũng trình bày chương trình hành động dự kiến thực hiện khi trúng cử. Trong đó, đều khẳng định bản thân sẽ luôn trau dồi kiến thức, trình độ, bản lĩnh, làm tốt vai trò của người đại biểu, là cánh tay nối dài của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân đến cử tri, thường xuyên đi sâu, đi sát, lắng nghe, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp, quan tâm giải quyết đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri và nhân dân. Các cử tri bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao và đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào các ứng cử viên được giới thiệu lần này sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri cũng cho rằng chương trình hành động của các ứng cử viên cụ thể, thiết thực, bám sát các vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với đất nước nói chung và của tỉnh, huyện Văn Yên nói riêng. Một số cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên sẽ đề xuất với các cấp quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, đầu tư nâng cấp, xây dựng hạ tầng giao thông, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử, quan tâm phát triển giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đại diện các ứng cử viên, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định các ý kiến của cử tri đều tâm huyết, cởi mở, sâu sắc, thể hiện khát vọng lớn vì sự phát triển chung của quê hương đất nước. Các ứng cử viên hứa nếu trúng cử sẽ đem hết sức lực, trí tuệ thực hiện tốt chức trách của người đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.